Thân ái chào các bạn. Tuổi Đinh Mùi 1967. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái những cái vận hạn của các bạn vào những cuối tháng và cuối năm 2021. Các bạn có cái vận niên cả cuộc đời mình là Thất Quần Chi Dương. Mệnh của các bạn là Thiên Hà Thủy, nghĩa là các bạn ở mệnh Thủy. Thì nói chung về những cái bạn ở tuổi Đinh Mùi, Đinh Mão, về tất cả những cái bạn về tuổi Đinh á, thì phải nói chung á, là đa số các bạn rất là lận đận về cái đường tình duyên. Nhất là tôi thấy là cái bạn Đinh Mão á, cũng than phiền rất nhiều về cái chuyện tình duyên của mình dở dang. Nhưng mà khi mà làm bài về cái tuổi Đinh Mùi này thì cô cũng thấy nó quá trơn truyền, nhất là trong cái năm nay. Thì nói về cái tuổi này thì các bạn nữ tuổi Mùi rất là giỏi. Các bạn ôm hết cái chuyện gia đình. Cái chuyện gia đình đó là các bạn gánh vác một mình đó. Tại vì các bạn lanh lợi nè, các bạn giỏi giang, cho nên các bạn có thể ôm đồm tất cả một cái công việc vào mình. Thì mình càng ôm đồm nhiều thì mình càng khổ càng cực. Nói về cái tuổi của các bạn á, thì đa phần á, các bạn sống xa xứ. Các bạn mang trong lòng một cái nỗi buồn thương khi nhà thương cha nhớ mẹ. Các bạn lúc nào cũng có một cái buồn man mác ở trong lòng. Về chuyện gia đình nè, rồi chuyện chồng, chuyện con, các bạn buồn bã lắm. Cái số của các bạn, tại vì các bạn giỏi, các bạn ngoại giao cũng tốt nè, các bạn kinh doanh thì các bạn cũng có duyên ăn nói, cho nên các bạn phất được trong cái vấn đề kinh doanh. Nhưng mà tuổi cái nhà các bạn tuổi Đinh à, thì nó ở cái chừng mực, nó không quá khổ. Nhưng mà nó không quá khổ về vấn đề kinh tế, nhưng mà nó có chuyện buồn thương về cái tình duyên. Nếu mà các bạn sinh được thuận vào cái mùa thu mùa đông á, thì bác bạn hợp mùa. Thì cô có cái bài chia sẻ về cái tuổi Mùi. Ngày hôm nay cũng có chia sẻ về ngay cái bài này á, thì các bạn tìm hiểu coi thử coi mình sinh tháng mấy, thì tùy theo cái tháng sinh của mình mà mệnh mệnh của mình nó có phần sung sướng hay là nó khổ cực nha các bạn. Vì xét về năm nay á, thì các bạn tuổi là các bạn là Đinh Mùi. Năm 2021 nó là Tân Sửu, mà Đinh với Mùi á, thì nó khắc kỵ nhau. Rồi có về thiên can đó là nó khắc, còn về địa chi Mùi với Sửu nó cũng khắc kỵ, cho nên mình có những cái xui rủi trong cái năm, như là mình bị hao tài nè, mất của, mà đôi lúc nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình nữa. Rồi xét về cái cung phi á, thì Thủy, bạn Thủy mà năm nay á, là năm Thổ, Thủy Thổ nó cũng kỵ với nhau, nó khắc kỵ. Nó đem đến cho các bạn cái những cái chuyện mà tổn hại về cái sức khỏe của các bạn nè. Nó làm cho các bạn bị đau ốm, rồi tai nạn dồn dập nữa. Thì nó sẽ diễn biến như thế nào? Thì các bạn thấy là năm nay á, mình sao cái đô. Mà sao cái đô là một cái sao thuộc về cái hung tinh. Nó đem những cái điều xấu về cho mình, như là các bạn bị tai nạn, rồi các bạn cái bị cái chuyện tan khó trong cái gia đình của mình, rồi mình lại bị bệnh tật, cái bản thân mình lại bệnh tật mà bệnh nặng lâu khỏi nữa, rồi trong cái cuộc sống xã hội thì mình lại bị những cái điều thị phi tai tiếng nó dồn dập. Chúng ta đã buồn về cái sức khỏe của chúng ta rồi nè, rồi chúng ta lại bị tiếp sang những cái đau buồn về cái tinh thần nữa, nó dồn dập cho mình. Thì các bạn phải cố hết sức
giữ sức khỏe và giữ những cái niềm tin để mà chống chọi với cái phong ba bão táp mọi người. Rồi bây giờ nói về hạn thì các bạn thì hạn thiên tinh. Là hạn thiên tinh là một cái hạn như là ở trên trời giáng xuống cho mình. Mình sẽ bị những cái chuyện buồn bực. Cái trong trong lòng mình nó có những cái buồn bực khó, nó khó nói nên lời, khó tâm sự cùng ai. Rồi mình sẽ có bị những cái bệnh mà mình là nữ thì nó sẽ có bị bệnh về hiếp đường, về phụ khoa nè. Rồi bệnh về xương khớp, đau nhức tay chân thì mình biết đường mà mình cẩn thận, mình tránh né. Đau xương khớp thì chúng ta phải nâng tập thể dục, uống thuốc đều đặn đó. Đó là các bạn chú ý cho. Thì năm nay vận mệnh năm của các bạn cũng rơi vào một cái vận niên xấu, cẩu cuồng phong. Mà các bạn biết cẩu cuồng phong là con chó nó trúng phong. Nó chó trúng phong thì nó xảy, nghĩa là nó sẽ đem đến những cái tai nạn bất ngờ, những cái chuyện thình lình cho chúng ta, cái chuyện tai bay họa gửi mà mình không biết được. Nó đem đến cho mình cái chuyện buồn thương nè, đem lại sự hao tài tốn của nó bất thình lình mà mình không biết được. Thì xét như vậy là các bạn thấy là thiên can địa chi mệnh của chúng ta xấu nè. Rồi sao hạn của chúng ta là tiếp thiên vận niên của mình cũng bị xấu. Thì các bạn thấy đó là một cái năm quá xấu trong, có thể nói là cái năm quá xấu. Thì một cái buồn năm buồn thương thì chúng ta phải làm sao nó xấu thì chúng ta chỉ có biết là cố gắng chúng ta tạo cái công đức nè. Rồi mình biết được những cái xấu nó sắp đến cho chúng ta thì chúng ta nên biết đường mà tránh né. Và các bạn cũng, cái năm xấu như vậy thì các bạn đừng nên làm những cái chuyện gì lớn lao nha. Lớn lao về có thể là mình cất nhà nè, mình cưới gả, mình mua xe, mua cộ. Thì tất cả những chuyện đó mình nên tránh đi nha các bạn. Cái năm nó không tốt đối với bản mệnh mình thì mình nên tránh. Thì bài chia sẻ đến đây là hết. Cô thân ái chào các bạn.